So, mình đã quay trở lại sau một thời gian dài. Thì mình đã quay trở lại với một video mới. Và đây cũng là chủ đề mà dạo gần đây các bạn yêu cầu mình làm rất là nhiều. Đó chính là thực hiện một makeup look đi học cho học sinh, sinh viên. Thì mình cũng nói thiệt luôn là hồi xưa cái thời mà mình học cấp 3 á, thì đây sẽ là cái hình hài mà mình vác đi học. Và không biết kẻ chân mày, và không biết make up. Nhưng mà hồi xưa đi học thì cũng không được đánh son luôn. Thì mình cảm thấy là cái việc làm make up look cho các bạn học sinh đi học nó có hơi vô ích một xíu. Tại vì mình không biết là bây giờ các bạn có được trang điểm đi học chưa. Nhưng mà thôi, mình cứ làm thôi. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái make up look nhẹ nhàng đơn giản nhất có thể. Mình sẽ cố gắng thực hiện nhẹ nhàng nhất có thể. Và mình cũng sẽ sử dụng những sản phẩm mà giá cả học sinh sinh viên nhất. Tại vì mình biết là không phải là các bạn nào cũng có điều kiện để mua cái loại mỹ phẩm mà mắc tiền ấy. Ơ cái gì vậy? Nhiều khi tao nghĩ á, nửa đêm tao đang ngủ thì con cua nó lên nó cầm kéo cắt tóc tao, chứ tóc con kiểu gì mà một năm mấy nó không mọc ra vậy trời. Nói chung là da thì cũng có ngày đít ngày đát. Thì hôm nay là cái ngày mà da mình nó không ưa mình lắm, cho nên là trước tiên là tao sẽ phải dưỡng da trước, tao sẽ sử dụng toner. Thì sao tao xài có đúng một loại toner thôi á. Thì tao sẽ sử dụng toner của Muji. Khi nào mà tao xài hết chai này thì tao sẽ đổi chai mới. Mà như á, cái da mặt của mình nó biết hôm nay mình quay video cho nên là nó nổi thêm nhiều mụn hay sao, chứ tối hôm qua thấy đâu nhiều dữ đâu trời. Thì sau khi đã sử dụng toner thì mình sẽ sử dụng kem chống nắng. Thì tôi sẽ sử dụng kem chống nắng của Anessa. Em này thì cái chất của nó là chất dạng sữa như vậy nè. Khi mà mình xài lên da thì nó sẽ có hơi nâng tông nhẹ. Mà mình thấy em này để một hồi thì nó sẽ khá là khô ráo, chứ nó không có bóng dầu lên. Tao quên bôi kem dưỡng ẩm rồi. Chó. Cho nên thôi không cần. Nè, với cái thời tiết như thế này mà đi học á, mình không nghĩ là nên đánh kem nền. Mình sẽ sử dụng che khuyết điểm. Thì để mà nếu như mà không đánh kem nền mà sử dụng kem che khuyết điểm á, thì tôi nghĩ là các bạn nên sử dụng cái kem che khuyết điểm mà nó gần gần với tông da mình một xíu. Thì tôi sẽ sử dụng em che khuyết điểm Fit Me của Maybelline. Màu mà mình sử dụng là màu 25. Thì để cho cái lớp nền nó nhẹ nhàng nhất có thể thì mình sẽ sử dụng má hồng dạng kem luôn. Tôi sẽ sử dụng em má hồng dạng kem này của Glossier màu Storm. Thì mình sẽ sử dụng một vài chấm như thế này. Thực ra khi mà mình mua cái em này á thì mình nghĩ ui sao mà nó nhỏ, kiểu như em này cũng mắc tiền ấy, cũng không rẻ đâu. Vãi. Ra tao kêu là tao xài cái nào rẻ nhất có thể là thời lợi. Sorry mấy đứa. Mình sẽ chấm và chấm lên như thế này, và sau đó mình sẽ sử dụng sponge để mình blend ra. Blend nó ra. Thôi sử dụng ngón tay bà đó nha. Mình là một đứa cuồng má hồng cho nên là các bạn luôn luôn thấy mình đánh má hồng rất là nhiều. Kiểu như sun kiss, sunburn, kiss lòi mảng họng kiểu kiểu gì đó. À thêm một tí xíu ở dưới đây nữa. Tôi sẽ sử dụng em phấn cũ Coty Esprit. Thì em này cũng khá là rẻ và sử dụng được cũng rất là lâu. Nhìn thích má hồng quá ta. Ok, tiếp theo tôi sẽ kẻ chân mày. Thì đây là chì kẻ chân mày, chì xé để kẻ chân mày. Thì cái em này các bạn có thể mua với giá rất là rẻ, cỡ tầm bao nhiêu ta, mấy chục ngàn, dưới 60 ngàn hay sao á, tôi nhớ là vậy. Cho một em này xài rất là lâu.
Thì tại vì nó rẻ cho nên là kẽ nó sẽ không giữ được lâu nè. Nhưng mà nó rẻ thì để mà cái lúc nó được nhẹ nhàng thì thôi sẽ phải sợi theo cái dáng của chân mày luôn. Thì cái em này được một cái là phải sợi rất là đẹp, tại vì các bạn có thể vuốt cái đầu của nó nhọn như vậy nè, thì khi mà phải sợi nó rất là nét. Mình sẽ phải sợi ở phần đầu của chân mày, còn phần đuôi thì mình sẽ phải đậm một xíu. Đây, sau đó mình sẽ sử dụng cái đầu lông này của một cái em kẻ chân mày khác. Em mình xài hết rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng em Butter Bronzer này để đánh mắt. Các bạn có thể vừa sử dụng em này để tạo khối, cũng có thể vừa sử dụng em này để đánh mắt luôn, để tiết kiệm. Nhưng mà hôm nay trong cái makeup look này thì Thư sẽ không tạo khối, Thư sẽ sử dụng em này để đánh mắt thôi. Thư sẽ đánh thêm một tí xíu ở bên dưới mắt. Rồi, đi đây thôi, ít thôi. Ngừng. Thì khi mà bấm mi, các bạn bấm từ cái gốc mi, nhấp 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 từ từ ra đầu mi lên như thế này, thì mi nó sẽ cong lên nhanh hơn. Nhưng mà các bạn chỉ bấm ở gốc thôi thì nó sẽ bị gãy mi. Thành quả sau hồi miệt mài bấm mi thì mi của mình nó sẽ cong lên như thế này. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái mắt màu nâu để cho nhìn nó tự nhiên. Thực ra mình nghĩ nếu như mà các bạn nào mà còn cấp 2, còn cấp 2, cấp 3 á, mà trang điểm như vậy đi vô là giám thị kiểu gì cũng quýnh chết thề. Mà thôi, as you wish. Thì tôi sẽ sử dụng em kẻ mắt chì này của Innisfree màu nâu. Mình sẽ kẻ nhẹ ở phần đuôi mắt thôi. Thì mình vừa mới kẻ một cái đường như vậy giống cái má Hàn Quốc á, thì cũng dễ thương. Ok, để đi. Ok, thì hồi nãy vì mình đã bấm mi rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng mascara. Mình sẽ sử dụng em mascara cái này là cái gì, Kiss Me Heroin gì không biết nữa. Ok, nhẹ nhàng, gentle. Mình nghĩ như vậy là đủ nhẹ nhàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng son. Trước tiên mình sẽ sử dụng em cái tên của mày đâu rồi, mày trôi mất tiêu rồi. Như em này là Lux Liquid hay gì á. Nói chung là em này là của Colourpop X Disney. Màu này là màu Beast. Thì cái màu này nó trùng với lại màu môi tự nhiên của mình. Nhưng mà màu son này thật sự rất là đẹp. Thì khi mà sử dụng em này á thì mình thường sẽ thấm giấy một lớp trước tại vì nó không có lì như thế này. Tiếp theo Thư sẽ sử dụng em Sunny's Face màu Mood. Em này là một cái tông nó hơi tím điện thường xuyên một xíu như thế này. Thế nhưng mà khi mà đánh lòng môi nhẹ nhẹ thì nó rất là tây, và đây là màu mình rất là thích. Thì nó hơi thâm chó một xíu nhưng mà không sao đâu. Mấy cái lúc nhẹ nhàng ngày để đi học thôi thì tôi không nghĩ là cần highlight hay là cái gì đâu. Chắc mình về là được rồi nhỉ. Có thiếu gì không ta? Đeo lên hả? Đi học đeo lên là cái chó gì? Chắc là đủ rồi. Thì mấy cái lúc này tôi nghĩ là nó cũng khá là nhẹ nhàng và rất là dễ thực hiện thôi. Thề đây là cái lúc mà nhẹ nhàng nhất mà tôi từng làm trong đời. Trừ việc hôm nay mình có cục mụn khá là to, mình không thể nào che được nó. Thì còn lại tôi nghĩ là khá là ổn. Với cái makeup look như thế này á thì tôi nghĩ là nếu như một các bạn nào học sinh cấp 2 hay cấp 3 đi học á mà trang điểm như thế này á thì các bạn cũng kiểu gì cũng sẽ bị tòe đít thôi. Nhưng mà
Ví dụ các bạn vui ai lại nỡ đánh cái đẹp đúng không? Còn các bạn sinh viên thì các bạn có thể áp dụng cái makeup look này hàng ngày. Nếu như mà các bạn hôm nào các bạn rảnh quá thì các bạn cũng có thể thêm một vài đường cut crease, thêm một cái wings lên tới nách, kiểu gì đó. Thì tôi hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc ngựa mỗi ngày trước khi đi học. Hy vọng là các bạn yêu thích video này. Đừng quên like video và subscribe channel của mình để xem thêm nhiều video mới nha. Thực ra là mình cũng không biết là có quay video mới không nữa, nhưng mà đừng quên subscribe channel của mình nha.